Thôi thì hả 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 Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau đến với trận chung kết trận đấu cuối cùng của giải Ferrero bằng HVDF1 Cup Mintable 2024. Trận đấu sẽ diễn ra giữa cầu thủ Trần Quốc Chiến và cầu thủ Nguyễn Trần Thanh Tự. Và để chuẩn bị cho trận đấu này thì hai cầu thủ sẽ có ít phút khởi động làm quen ban trước khi bước vào với trận đấu chính thức. Và trận chung kết chúng ta sẽ kéo dài trong 50 điểm không đồng lượt cơ, tức có nghĩa là cầu thủ cầm huy vàng sẽ không có quyền thực hiện cú đề bảo hậu. Và theo như vị trí hiện tại của bảng điểm, vị trí mà chưa xác định sau khi chưa thi để giành quyền đề ba thì Quyết Chiến là người cầm vàng. Chúng ta hãy chờ xem sau khi thực hiện xong thi đề ba thì thứ tự này có đảo lộn hay không.
Rồi, đã điều chỉnh cái âm thanh video rồi. Cảm ơn mọi người nha. Và chúng ta cũng sắp sửa đến với trận chung kết rồi. Ở trận chung kết này thì sẽ là một cuộc phục thù của Trần Viết Chiến chăng trước Nguyễn Trần Thanh Từ. Khi ở trận chung kết giải Final Liên đoàn cuối năm ngoái thì Thanh Từ đã xuất sắc vượt qua Trần Viết Chiến ở cả trận chung kết cũng như ở trên cả bảng xếp hạng của Liên đoàn HVDF để đoạt được tất cả những giải thưởng cao nhất có thể. Và Quyết Chiến đành ngậm ngùi là kẻ về nhì. Và đây là trận chung kết mà một cơ hội dành cho Trần Quyết Chiến, Tony Trần có thể có được một cái sự gỡ gạc trước Thanh Tự. Và những trận đối đầu giữa Quyết Chiến cũng như Thanh Tự thì cái tỷ lệ thắng nó cũng được cân đong đo đếm đồng đều, chứ nó không phải là một thế trận quá nghiêng về cho một bên nào cả. Xin trân trọng giới thiệu trận chung kết giải Pilates Cao bằng HVSS1 Cúp Metro 1 năm 2024 trên bàn Pilates trung tâm giữa cơ thủ Trần Quý Chiến, cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Từ, điều khiển trận chung kết trọng tài Hứa Văn Cường, trọng tài Trương Minh Hoàng. Và trận chung kết bắt đầu. Kết chúng ta sẽ đánh 50 điểm không đồng được cân và hai bên xin thời gian cho mỗi cầu thủ đồng đấu. Vâng, như vậy là trận chung kết của chúng ta sẽ bắt đầu với quyền cầm bi trắng sẽ thuộc về Quyết Chiến. Quyết Chiến đã quyết định sẽ không cầm vàng trong trận chung kết này. Và chúng ta chờ xem anh sẽ cán đích ở vị trí nào và Thanh Tự sẽ cán đích ở vị trí nào. Cú đề ba đầu trận là một cú đề ba thành công cho Quyết Chiến và anh gài được cho mình một cái hình khá là thuận lợi để có thể tiếp tục có điểm thứ hai bằng một hình kẹp ngách đỏ nhẹ nhàng mỏng. Xin chào gần 2.000 anh em đang theo dõi trực tiếp trận chung kết nha. Và quả nhiên là không ngoài dự đoán thì với một hình bi gài rất thuận thì Quyết Chiến đã ngay lập tức có điểm số thứ hai. Và tiếp theo cũng sẽ là một hình cơ bản tứ băng nhưng sẽ là cú hơi tán dày. Hình này sẽ ra đến 5 băng. Đá bất ngờ các bạn ạ. Quyết Chiến đúng là cũng không có nhiều lựa chọn cho cú chạm vừa rồi thì anh buộc phải thực hiện cú tán dày để ịnh vào băng dài trước. Nhưng góc kaje nó tạo ra một hình đá. Hình đầu tiên trong trận đấu chung kết với Nguyễn Trần Thanh Tự là một cặp mắt kiến. Và có lẽ là Thanh Tự buộc phải lựa chọn cú bằng shot rồi.
Gần đây thì trên trang cá nhân của mình thì Thanh Tự cũng rất hay post những cái hình bi đánh chủ đích là để đá trúng như thế này. Và chúng ta hãy chờ xem ở hình này anh có dám mạo hiểm trong trận chung kết của cái bi như vậy không? Vậy là Thanh Tự xuống định bank shot, một cú đánh múa. Không được chuẩn lắm với tia này, bởi vì chúng ta chỉ có đúng một mặt lấy mỏng trắng thôi, còn nếu chúng ta chạm dây như Thanh Tự thì trắng lập tức tống đỏ đi về xa 2-0 cho trận chung kết. Và đây là lượt chơi thứ hai với bi trắng. Cái bàn thi đấu này có giá trị là 200 triệu, và nếu các bạn mua nó với giải đấu này thì các bạn sẽ được giảm giá, do bàn đã sử dụng vào một tuần thi đấu và nó sẽ còn giá 190 triệu. Và bàn này cũng có người đặt mua rồi mọi người nhé. Điểm số thứ hai trong trận với quyết chiến, một hình bi ba băng con uy tín cho thấy là anh rất tập trung với trận chung kết này. Mỗi khi quyết chiến mà đánh ba băng con trúng thì sức sát thương của anh nó sẽ lại càng cao hơn nhiều. Hãy
Vậy là với điểm số thứ tư vừa ghi được thì quyết chiến đang nới rộng khoảng cách cho trận chung kết này lên rất lớn. Đặc biệt hiện tại đã là 7 điểm rồi. Hai lượt cơ đầu tiên của trận chung kết, Nguyễn Trần Thanh Tự chưa ghi điểm được. Vì vậy thì mình sẽ đưa ra dự đoán là những lượt cơ tiếp theo với Thanh Tự sẽ là những lượt cơ nghiêng về mặt trận phòng thủ. Để đầu tiên là kéo giảm nhịp độ ghi điểm lại của đối phương. Và sau đó mới tung ra được những điểm số để có thể nghĩ đến việc lấy chiếc cúp vô địch của giải đấu lần này. Sẽ đi 5 cho quyết chiến. Chào 4.200 anh em nha. Các bạn đang theo dõi trực tiếp trận chung kết HVDF 1 Cup Invincible 2024. Chiến vẫn đang vào series 7 Series đang là 9 thôi nha các bạn. Biết liệu cái series này nó sẽ là mười mấy, nó có nhìn tới Đỗ Nguyễn Trung Hậu hay không. Đỗ Nguyễn Trung Hậu đang giữ một cái series 15, series lớn nhất của giải đấu lần này. Anh đang tạm giữ giải series, còn quyết chiến thì đang tạm giữ giải best game. Và với tình hình của trận chung kết thì không chừng quyết chiến lại phá Trung Hậu và phá luôn cả chính bản thân mình. Thì với series 11 đang có thì anh đang có 4.67, anh đang có 5 chấm chẵn, 15 điểm ở lượt cơ thứ 3. Hãy
Vâng, như vậy là chỉ có 12 thôi và đã có một cú đá xảy ra. Cú đá có thể đã lấy đi của Quốc Chiến 5 triệu đồng và trao lại cho Đỗ Nguyễn Trung Hậu tiếp tục tạm giữ. Và chúng ta bước sang lượt cơ thứ ba của trận chung kết với Nguyễn Trần Thanh Tự. Và hành vi này là một hành vi rõ ràng mà đầu bự có cơ hội để ghi điểm đầu tiên, quá rõ ràng. Cú chạm cắn mặt bên phải theo hướng đứng của Thanh Tự, hai băng ăn gãy. Bị này hai gãy cũng được. Một gãy cũng được, hai gãy gì cũng được hết. Và Thanh Tự đã có điểm số đầu tiên cho trận chung kết. Một hình đẹp, một hình rất lý tưởng để tiếp tục có điểm. Hiện nay thì chúng ta đang có rất đông khán giả đến xem trực tiếp tại địa điểm thi đấu 25C Lý Thường Kiệt. Và mình cũng lia một vòng qua cho anh em xem các vị khán giả đang có mặt trực tiếp tại địa điểm thi đấu nha. Sau lưng trọng tài chính Hứa Văn Cường bụng bự, đang là rất đông anh em khán giả đang xem trực tiếp tại địa điểm thi đấu. Đó cũng là một cái tín hiệu đáng mừng cho giải đấu. Một cú the draw kỹ thuật đến từ Nguyễn Trần Thanh Tự. Nhưng hơi đáng tiếc anh là chỉ hai băng thôi. Cú the draw có lẽ là phải dạt sang ngang vuông góc thì mới đủ góc để tạo ra hình ba băng. Chúng ta sẽ đến với lượt thứ tư với Trần Quốc Chiến. Và chính thức hiện tại thì anh đang còn 4.0 với 16 điểm ở lượt cơ thứ tư này. Và dĩ nhiên lượt cơ thứ tư anh vẫn chưa thực hiện. Nếu hụt thì mới đúng 4.0. Và vẫn còn tràn trề hy vọng phá best game của chính bản thân mình. Best game của Quyết Chiến đang là 3.077. 40 điểm anh kết thúc trong 13 lượt cơ. Chiến đang có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Tự, có vẻ như không muốn cho đầu bự cơ hội nào cả, dù là nhỏ nhất. Một cú khai cuộc không như ý lắm, chỉ 2 điểm thôi. Và sau đó là một cái series 12 bồi chí mạng. Vậy với cái series 2 hiện có thì Quyết Chiến đã có được 3 cái 2 rồi. 3 cái 2 kèm với 1 cái 12. Trong khi với Nguyễn Trần Thanh Tự là một cái series 3 điểm. Thì
Tỷ số trận chung kết đang là 18-3. Một cú tán xòe đỏ 3 hay 4. Có tán, có xòe, có né đá và liệu sẽ có điểm hay không? Cái chiến đứng ở vị trí đó rồi, có lẽ là anh chuẩn bị tiếp tục cho cú đánh rồi. Cú đánh kỹ thuật đến từ TVC. Tỷ số là tiếp tục về với quyết chiến. Quá dễ dàng, quá đơn giản. Cú BR tán. Góc này cũng phải chạm rất đúng mặt bi thì nó mới tạo được cú tán hồi mã thương như vừa rồi các bạn. Nếu chúng ta chạm hơi mỏng mặt bi thì chắc chắn là nó sẽ ra hình hai băng hoặc là sượt rất xa. Khả năng chọn điểm rơi cực kỳ chuẩn đến từ quyết chiến. Đúng, thực sự là quyết chiến đang khiến trận chung kết này trở nên quá nhanh, quá nguy hiểm. 6 điểm nữa ở lượt cơ thứ tư mà điểm số của anh đã là 22 rồi. Những lời khen đều sẽ trở nên dư thừa trong trận chung kết này với những lượt cơ đầu tiên của Trần Quyết Chiến. Có lẽ chính bản thân Nguyễn Trần Thanh Tự cũng phải dành lời khen ngợi cho đối thủ với những gì mà Quyết Chiến đang thể hiện rồi. Anh em thấy sao? Anh em thấy có sướng không về màn thể hiện của quyết chiến à? 6.300 anh em. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành cùng HBCF cùng với trận chung kết siêu kinh điển trong mơ này. Nhưng hiện tại thì đây có lẽ là một cơn ác mộng với Nguyễn Trần Thanh Tự đúng hơn. Với những gì mà quyết chiến đang mang lại. Cú 5 băng vòng mang về điểm số thứ 8. Có lẽ 12 sảy đó là một tay, nhưng nói gì nói hình này mới có 8 thôi, còn cũng rất dài các bạn ạ. Xòe, xòe, xòe là xòe ngay đầu. Quá ghê. Bình thì thành bi mà dùng kỹ thuật xòe mắc ấp phê như thế này nó thường thường tạo nên cái sự hồi hộp rất lớn cho người đánh cũng như người xem, bởi vì chúng ta rất khó để nhận định là bi chủ nó xả xòe xả phê như thế nào và nó đi về trúng trật ra sao. Thậm chí có nhiều tình huống dùng ấp phê xòe thì sau khi bi chủ đi qua chúng ta mới nhận định được là bi mục tiêu nó có nhúc nhích gì hay không. Và xử lý hình khó nữa đến từ chiến hình vượt sẽ là một cú xòe nữa các bạn. Lần này thì có đá rồi Tony nhé. Lần này thì có đá rồi. Vâng, như vậy là vừa đủ điểm để giải lao sau 4 lượt chơi. Thậm chí là chúng ta còn chưa kịp ngồi nóng chỗ với nhau nữa thì quyết chiến đã bắt đi giải lao hết rồi. Quyết chiến tính là cũng hơi ác.
Vâng, như vậy là chúng ta sẽ có ít phút giải lao cần thiết dành cho Nguyễn Trần Thanh Tự. Phút giải lao để sốc lại tinh thần. Và trong khi chúng ta còn chưa tụ tập được lại với nhau đủ 10.000 anh em thì Quyết Chiến đã đi giải lao rồi. Trận đấu mới chỉ lên sóng live stream mình thấy đồng hồ được 31 phút các bạn nha. Tại chính Hứa Văn Cường số hưởng quá hưởng trong trận chung kết này luôn. Mới đi vòng vòng chưa được 3 cây số đã đi ra rồi. Quá sướng. À, mạng nó đang ổn áp đó mọi người ơi. Mình thấy tín hiệu nó rất ổn cho nên chắc cũng không cần reset đâu. Nguyễn Tiến Trung xin gửi lời chào đến 7.000 anh em. Và chắc chỉ tầm 2-3 phút nữa thôi chúng ta sẽ lại tiếp tục ngồi lại với nhau với hiệp 2. Và ở hiệp 2 thì chờ đợi sẽ là một cuộc trả lời đến từ Nguyễn Trần Thanh Tự khi mà Quyết Chiến đã alo. Okay.
Quá tiếc cho cuộc chiến tình huống vừa rồi lại lọt. Đây là lượt cơ được 3 điểm, tức là cũng dưới 1 chấm. Thì nói chung trong một trận chung kết chúng ta dưới 1 chấm thì chúng ta bị thua hay bị đối thủ dẫn điểm thì nó cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng ở đây nó lại hơi éo le với thành tựu khi bị đối thủ dẫn điểm đến 23 điểm. Điểm số gần bằng phân nửa điểm quy định của trận đấu luôn các bạn. Nguy hiểm thật sự. Đây là một cú đẩy nắm băng đến từ Thanh Tự. Vấn đề của anh có lẽ sẽ là trúng hay lòn đây. Các bạn thấy sao? Có điểm cho Thanh Tự rồi, có hình luôn. Này trúng, trúng gọi là trúng hú hồn nhưng mà để gài hình. Nhưng nếu như lấy mép được tí xíu nữa hơn thì hình nó lại càng rõ ràng hơn. Bởi vì lúc đó bị chủ nó sẽ thấy băng ngắn, băng dài nhiều hơn. Và sẽ có một cái hình dài ngắn dài rõ ràng hơn. Tiếp tục một điểm số nữa cho Thanh Tự. Tự nhiên cái hình này đi trúng mà lại trúng nhẹ thì nó lại tạo ra một cái đường hẹp, đường bi cho chính mình. Cô Đông đã từng nói là những khi hình bi mà bi mục tiêu thứ hai nó nằm gần không góc dậu thì chúng ta phải đánh lực lớn một tí xíu để đẩy nó ra. Khi mà chúng ta đẩy một cái bi mục tiêu vào khu vực gần góc dậu thì cái hướng xử lý chúng ta sẽ hẹp đi rõ ràng, bởi vì chúng ta chỉ còn hướng chạm một cái bi còn lại thôi. Nếu như chủ không có hướng để chạm cái gần dậu, chạm gần dậu nó sẽ khó. Ở hình này thì vẫn còn hướng để chạm đỏ cho Thanh Tự. Một cú chạm tinh tế, ngắn về cục 4 băng, mang về điểm số thứ 4. Tổng điểm số của đầu bự cũng chỉ đang là 7 thôi. Trong khi quyết chiến thì đã đi quá bán rồi, quá phân nửa đoạn đường rồi. Tức là nếu mà nói ví von là bây giờ quyết chiến đang có 25 triệu trong túi thì Thanh Tự mới có 7 triệu các bạn nha. Quyết chiến có 26 triệu rồi. Có đá đâu mà si, có đá đâu mà si. Nhưng dư gãy dư. Chắc có lẽ Thanh Tự si vừa rồi là do gãy dư chứ không phải là do sợ đá. Có khi đó mình thấy là cũng có khả năng đá thôi, nhưng có lẽ Thanh Tự đã tính toán rồi. Tính toán để né đá rồi các bạn. Cú A tự động rất tốt, mang về điểm số tiếp tục cho quyết chiến, điểm số thứ 27 dành cho anh. Hình này nếu có tay thì mình nghĩ quyết chiến sẽ lựa chọn một cú A vàng. Còn nếu không có tay thì chắc là buộc phải chạm đỏ nè. Nói gì nữa bây giờ. Bên này nếu sử dụng bồ cào cũng có thể A vàng được các bạn nha.
Hoa vàng dày nó tán sang ngang được. Cú chạm năm băng rất tinh tế tới đến từ vị trí của quyết chiến, và nó vừa đủ mặt gãy để tạo một cái hình bi phải nói là quá đẹp. Bốn điểm rồi, 30/7 rồi. 5.0 được không các bạn? Chung kết mà đánh 5.0 thì thua được không ta? Chung kết mà đánh 5.0 mà thua được thì chắc chỉ có thua 8 chấm thôi. Ở Việt Nam đánh 8 chấm thì trước giờ cũng chỉ có quyết chiến thôi. Đấu 40 điểm, 5 lượt cơ trước Phước Hiếu ở giải Úc Nhi. Nhớ là giải đó tổ chức ở câu lạc bộ bây giờ cũng gì cách này thì có lẽ cũng 4 5 năm gì rồi mọi người khoảng đó. Một hình ba băng con lại quá đơn giản nữa với quyết chiến, uy tín hay không là đây, ở những cú ba băng con chúng ta sẽ được thấy quyết chiến có uy tín hay không. Có uy tín anh em. Ba mươi hai bảy à, anh lại 10 chấm cái trận đó, anh đánh 30 điểm nha mọi người. Chứ 10 chấm mà đánh 50 điểm thì mình nghĩ không biết, đó giờ mình chưa nghe nói tới luôn á. 30 điểm mà đánh 10 chấm như này thì cũng thuộc dạng hiếm thôi, nhưng mà cũng gọi là cái xác suất nó cũng có nhiều hơn là đánh 50 điểm mà có được 10 chấm. Thì các bạn thấy đi, 50 điểm 10 chấm 5 lượt cơ, tức là mình nghĩ trong đó phải có một cái series mười mấy á. Quyết chiến đánh kiểu này chắc trận chung kết chúng ta không lên nổi 10.000 view rồi. Chiến đánh quá nhanh. Thanh tự vừa ghi điểm bằng một cú bang shot rất chuẩn. Cú bang shot mang về cho anh điểm số thứ 8. Anh Tự giờ này có thể nói là anh sẽ đang dễ đánh hơn bao giờ hết là trận chung kết này, bởi vì anh buộc phải đánh với tâm thế của người không còn gì để mất nữa, nên sẽ rất dễ đánh và chắc chắn không có một yếu tố tâm lý nào xuất hiện ở đây với Thanh Tự nữa cả. Và vì lẽ đó cho nên chúng ta lại càng có hy vọng một series xuất hiện và một vài đường cơ bay bổng đến từ Nguyễn Trần Thanh Tự để kéo trận chung kết của chúng ta quay trở lại có tí xíu yếu tố kịch tính. Đây là những khán giả đang xem trực tiếp tại 215C Lý Thường Kiệt. Tiếp tục một cú bang shot nữa đến từ Nguyễn Trần Thanh Tự. Uy tín hay không các bạn? Vâng, trọng tài đã báo là no. Không có điểm trong tình huống bang shot vừa rồi. Vậy là trong hai cú bang shot mắc kiến ở khu vực giữa bàn, nhưng hai trái bi mục tiêu nó nằm gần nhau, sát nhau, thì Thanh Tự đã không có điểm số. Mọi việc đến từ tính toán cho đường bi cũng như điểm trúng chưa thật sự chính xác mà thôi.
Đây, pha bên shot cũng rất là uy tín, được quyết chiến thi triển. Góc này là một góc lơi khơi giữa bàn, bị chủ có cái góc đuôi cơ nhỏ. Đuôi cơ bị chủ vừa rồi, của quyết chiến như tầm dưới 25. Có thể làm gì với hình bi này đây? Để chọn giải pháp chạm vàng. Cô ba mở góc à? Ông cúp khô, cúp khô. Khô rất khô. Điểm số thứ như rồi. 35. Cô 34. Trời ơi, phải nói là chuẩn quá xa chuẩn. Chuẩn còn hơn Lê Dũng luôn các bạn. Chẳng như gài hình nữa mới đau. Hình năm băng. Đỏ đi ra nào, đỏ đi ra xa trước rồi. Và trắng đi vô xong rồi đi ra luôn nha. Đi vô rồi đi ra luôn rồi, hai gãy lòn rồi. Không phải là trù quyết chiến nha các bạn, mà vừa rồi là nhìn tia nha chứ không phải trù nha. Uống nước rồi. Con này được uống nước rồi, thảnh thơi rồi. Đánh vậy mà vẫn ra mồ hôi mới đau. Mồ hôi đây chắc là đến từ việc ra nhiều điểm quá ra mồ hôi, chứ không phải là đối thủ tạo ra mồ hôi cho quyết chiến. Đối thủ đang chưa tạo được cho quyết chiến một đe dọa nào cả. Series cao nhất của Thành Tự trong trận chung kết chỉ đang là 4 và 3. Còn với quyết chiến thì đã có một cái 12 kèm một cái 9 rồi. Nếu mà nhìn nhận xa hơn tí xíu về hai trận bán kết đã diễn ra trước đây, trước đó thì chúng ta thấy là quyết chiến thực sự là quá bản lĩnh và quá xuất sắc. Bởi vì ở trận bán kết thì Thanh Tự gặp Thanh Tạo em trai, nên là trải qua một trận đấu bán kết không phải là quá căng thẳng, không phải là quá khó chịu để có chiếc vé vào chung kết này, thì về mặt tinh thần thể lực chắc chắn là anh sẽ được lợi thế hơn quyết chiến. Nhưng với quyết chiến ở trận bán kết thì lại là một cuộc chiến lội ngược dòng nghẹt thở trước Cao Phan Thiết Luận, do đối thủ thi đấu quá hay. Cuối cùng thì quyết chiến vào được chung kết nhưng phải thở phào. Nhưng ở trận chung kết này thì chúng ta lại được thấy quyết chiến thể hiện quá xuất sắc. Và anh đang nhờ trọng tài kiểm tra trái bi nó bị vấn đề gì đây, nó dính cái gì không ta? Có dính một cái đốm bụi, một đốm lơ gì đó thôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cơ thứ 8 cho trận chung kết này với trận quyết chiến. Và tỷ số bây giờ đã là 35-9.
đang không có một cơ hội nào cả cho Thanh Tự, dù là nhỏ nhất được Quyết Chiến tạo ra rồi. Chiến lại tiếp tục có một cú năm băng uy tín nữa. Một khi Quyết Chiến đã tỏ được uy tín ở những cú ba băng con với năm băng thì anh sẽ trở nên không có rào cản. May ra chỉ còn tầm cỡ Corong, Zapper, Estimate đồ đem về Việt Nam ngay thời điểm này thì cản ở Quyết Chiến thôi. 40 và 9 ở lượt thứ 9 cho trận chung kết. Được rồi, được rồi. Con xin chào gần 10.000 anh em nhé. Dự đoán là đầu trận chung kết này thì chúng ta sẽ có lúc cán mốc tiêu 10.000 người xem trực tiếp. Nhưng lại hơi lo ngại khi hiệp 1 chiến giải lao quá nhanh chỉ sau 4 lượt cơ. Nhưng bây giờ thì anh em bắt đầu tụ tập đông đủ rồi. Cú đảo đến từ Thánh Tử. Cú đảo là cú cưa rồi. Nhưng có nhiều anh em khán giả đang xem trực tiếp đã vỗ tay cho pha xử lý của Thanh Tự, nhưng ông Bi không cho. Một khi mà ông Bi không cho thì đừng nói gì các bạn à. Về tới nhà còn gặp ăn cướp này. Đang loay hoay tìm chìa khóa mở cửa vô thì cướp lại làm cho cái đùng tèo téo teo. Thanh Tự nhìn chán chả buồn nói luôn. À, vừa rồi không biết các bạn thấy mình zoom cái khung hình là các bạn thấy hai nhà vô địch SEA Games ngồi trong một khung hình. Cô gái ngồi sau là Lê Thị Ngọc Huệ, vô địch SEA Games nội dung một băng. Còn Thanh Tự vừa rồi vô địch SEA Games nội dung ba băng ở Campuchia. Khi bida thực sự nó cũng rất khó nói. Có những giải đấu, có những trận đấu giữa Quyết Chiến và Thanh Tự chúng ta thấy Quyết Chiến cực kỳ khó khăn luôn, thậm chí kiểu như chúng ta thấy là Quyết Chiến trị rơ với Thanh Tự rõ ràng luôn rồi. Nhưng lại có những trận mà gió chỉ thổi một chiều. Và xử lý tốt và hy vọng sẽ tiếp tục có điểm đến từ Thanh Tự. Điểm số thứ 10 cho anh, 1/4 điểm số của đối thủ, khiêm tốn quá. Nếu mà một kịch bản điên rồ cho trận chung kết này, 10 lượt cơ đang tỷ số là 40-10 nhưng về bị trắng Trần Quyết Chiến trước Nguyễn Trần Thanh Tự. Và nếu trận chung kết này có điểm số là 45 đều, các bạn có tin kịch bản điên rồ? Chắc chắn là không ai tin được, mặc dù là những người có thể nói là yêu mến Thanh Tự nhất hoặc là những người mơ mộng nhất cũng sẽ không thể nào dám nghĩ đến một kết quả như vậy. Có bạn nào dám nghĩ tới không nè? Bạn nào dự đoán tỷ số như thế nào ta? Các bạn chọn ai trong trận chung kết này? Ai sẽ là người giành chiến thắng và giành chức vô địch đây? Đây, chúng ta vừa mới nhận được một cái dự đoán tỷ số là 50-48 cho Thanh Tự. Nghĩa là bây giờ Quyết Chiến chỉ đứng nhìn Thanh Tự đánh mà thôi. Đó, bắt đầu Quyết Chiến đang nhìn Thanh Tự đánh thiệt rồi.
một lực cơ hụt hiếm hoi trong trận với Trần Quốc Chiến. Cú cướp cắn Obayashi mở góc lại nhào xuống dưới rồi các bạn ơi. Đó là tình cảnh chúng ta đang thấy giữa Quyết Chiến và Thành Tự. Chiến thì anh thấy rất rõ điểm trúng, còn Thành Tự đang mất điểm trúng. Những hình bi cũng không đến nỗi là quá khó khăn, nhưng Thành Tự lại tạo ra một pha xử lý nó hơi chệch choạc tí xíu, độ chính xác không được chuẩn 100%. Sụp dậu rồi, Quyết Chiến lại tiếp tục đứng nhìn Thành Tự đánh nữa đây. Chào 9.700 anh em nha. Và Liên đoàn Billard và Snooker Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tổ chức giải đấu, cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ Kim Cương, công ty Mintable, nhà tài trợ vàng là Billard Thanh Minh, các nhà tài trợ đồng hành cùng giải đấu là Thế Giới Bia, Bia Hoàng Dũng, Bia Bà Chiểu, Bia Hưng Phát, Cô Úc Tân Lộc Tiro, thương hiệu nước uống đóng chai Okani và hai thương hiệu Biaramid vải nỉ Simonic đến từ Mỹ. Đó là những đơn vị tài trợ đã góp phần về mặt kinh tế để Liên đoàn HVDF, Liên đoàn Vlab và Soccer Thành phố Hồ Chí Minh có thể tổ chức ra được những sân chơi quy mô và chất lượng cho các anh em cơ thủ. Và ngay sau giải đấu này khép lại ngày hôm nay, sau trận chung kết này thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn một ngày, và vào ngày 9 tây tháng 4 sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục với giải World 9B HVF 1 Cup Mintable 2024. Chúng ta đang có một cái làn sóng gọi là biểu tình với một cái comment là trao giải cho Quyết Chiến đi, đánh gì nữa, chung kết mà 50-40-10 rồi 50-17 gì vân vân, rất nhiều. Các bạn thấy là Quyết Chiến nãy giờ như 3 lượt cơ liên tục rồi các bạn ha. Còn là nhìn Thanh Tử đánh không, đặc biệt là sau khi mình đọc cái comment bạn nào đã dự đoán tỷ số là 50-48 nghiêng về cho Thanh Tử. Thế rồi chính Quyết Chiến cũng bất bình với điều này, cho nên là anh đình công không đánh nữa. Một lần nữa chúng ta lại thấy là Thanh Tự thiếu chuẩn xác trong những cú bang shot của mình, những cú múa của mình. Trong một trận đấu gọi là gặp đối thủ cứng cựa và trận đấu đỉnh cao thì đối thủ thường sẽ có xu hướng bó đạn mình và sẽ rất dễ quăng ra cho mình những hình bi buộc ở bang shot. Mà nếu chúng ta không có một cái vũ khí tối thượng là một cú những cú bang shot chuẩn, cú múa chuẩn, thì đó sẽ là một bất lợi cực lớn trong những thế trận như thế này. Không phải là với năng lực cũng như trình độ Thanh Tự không có được những cú băng sát chuẩn, mà là vấn đề là bắt được cái bàn hay không. Và trong thời điểm hiện hữu chúng ta có được phong độ tốt và thấy được điểm trúng thoải mái rõ ràng hay không. Lực cơ tiếp tục là một lực cơ hụt với Quyết Chiến.
10 lượt cơ tỷ số đã là 40-10 các bạn nhớ không? Và bây giờ 14 lượt cơ trôi qua, tức là 4 lượt cơ nữa. Chiến vẫn không có một điểm số nào nữa cả. Thành tựu thì có chỉ được thêm 2 điểm thôi. 40-12. Ôi, xin chào 9.500 anh em nha. Giờ không biết support đâu thêm 500 người nữa cho đủ 10.000 cho đẹp nè. Mong chờ con số 10.000 view cho trận chung kết này. Trận chung kết siêu kinh điển trong mơ. Cô này là cô Hayashi chứ không phải cô Bayashi nha các bạn. Mới có 2 điểm là trúng rồi. Đúng rồi, gần 10.000 view mà trận đấu hiện tại đang có chưa tới 300 like hả mọi người. À, anh em có thể cho mình xin thêm, ai chưa bấm like có thể cho mình xin một cái like nữa không nào mọi người. Đây là những vị đại biểu đến dự tháng trận chung kết này. Hai người vào bên trái là đại diện cho công ty Vintable, nhà tài trợ Kim Cương. Và bên cạnh là những nhà tài trợ đồng hành của giải đấu. Ở phía sau lưng là rất nhiều khán giả đang xem trực tiếp tại địa điểm thi đấu. Đủ lực hay không các bạn? Vâng, Quý Chiến đã đi về chỗ để thực hiện cú đánh tiếp. Về vị trí để thực hiện cú đánh tiếp. Và điểm số thứ 41 vừa về với anh. Sau 4 lượt liên tục tịt ngồi. Ok bạn Huỳnh Thiên Ngân xin chào 100k anh em đang theo dõi trực tiếp hả? Rồi cái mấy ông đang xem trực tiếp mà thấy không có 100k cái lại nói tôi xạo nữa. Ok chào cho vui nha, chào 100.000 anh em. Đúng rồi bạn Lê Văn Cần. Người bạn hỏi chính là người đó. Có điểm thì sẽ có hình với hình này. Có điểm thì sẽ có hình. 3 điểm và một hình ba băng con chạm vàng. Rõ ràng. Vì này anh em bắt nhanh nên em có thể bắt tia chia đôi được nè. Tầm 21-22 đánh vô 11. Ba phê hơn tí xíu. Không, ba phê chuẩn. Ba phê chuẩn là hơi liếm mặt bi đỏ dưới nha các bạn nha. Chiến chạm vô chính. Một cái bên gia thanh bên lạnh Tịnh Nguyễn chủ nhiệm câu lạc bộ gia Bà Chiểu. Và phô diễn kỹ thuật. Và phô diễn kỹ thuật. Và Quyết Chiến đã nhận được những tràng tán thưởng kích lệ tinh thần đến từ các vị khán giả đang theo dõi trực tiếp tại 215C Lý Thường Kiệt. 45, anh chỉ còn cách chức vô địch 5 điểm nữa thôi. Và bây giờ mỗi điểm của Quyết Chiến sẽ chính thức là 10 triệu đồng. Anh trúng cái có 10 triệu không biết chúng ta có tê không mọi người. Các bạn thì sao nào? Có 10 triệu rồi các bạn nha, có 10 triệu rồi đó. Rồi chúng ta hãy cùng nhau thống kê tài sản của Chiến đi. 10 triệu, lần thứ nhất. Hơi chồm người. Hơi chồm người nhẹ. Nhưng cũng không sao cả, không phải là quá chồm. Sẽ là 10 triệu lần thứ hai, có nghĩa là 20 triệu rồi.
Thôi xin chào 11.000 anh em luôn à. Quá trời. Giờ bạn nào hiến kế hay quá. Chắc giờ mình chào 200.000 anh em đi. 200.000 người xem cho một trận VIA. Là kiếm trực tiếp. Họ nói là quá kinh khủng. Nổ kinh khủng nha các bạn nha, chứ không phải là thật sự kinh khủng. A Bằng uy tín chưa kìa, idol của chúng ta A Bằng uy tín chưa kìa, điểm số thứ 48. Còn hình chứ không phải là còn hai, trọng tài báo sai rồi. Là phải báo là 48, còn hình. À, hình này cũng không mua đề tài lắm. Vàng vẫn tạo vị trí dễ chịu cho quyết chiến. Còn một 10 triệu lần thứ tư, quyết chiến đã có 40 triệu rồi. Còn hình không? Trọng tài phải báo còn hình không? Còn hình luôn rồi. Xong. Phá luôn cái bet game của chính bản thân. Quá tàn. Năm mươi triệu cho Trần Quyết Chiến, 50 triệu, quá xứng đáng. 10 triệu lần thứ năm và chúng ta kết thúc trận đấu với chiếc vô địch dành cho Trần Quyết Chiến, một tỷ số cách biệt rất xa, 50-13 sau 15 lượt cơ. Và đây là một sự trả thù ngọt ngào dành cho Thanh Tử đến từ Quyết Chiến khi anh đã thất thủ ở trận chung kết HBNF Final cuối năm ngoái. Vâng, và có lẽ mình sẽ chuẩn bị kết thúc cái sóng livestream ở đây và để chuẩn bị cho cái phần lễ trao giải với mạc giải đấu các bạn nha. Xin chào tạm biệt và cảm ơn hơn 11.000 anh em rất nhiều. Nếu các bạn có thời gian trước khi out chúng ta cho mình một cái like đi mọi người ha. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều luôn. Vâng, xin chào tạm biệt cả nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo gần nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.